Rồi hôm nay thì mình sẽ lên cho anh chị một cái cấu hình là mới ha Với cái số vốn là 16 đô chạy cái con bot 4 nha các anh chị Rồi đầu tiên á, cái tư cấu hình đó là mình sẽ đặt là con bot 4 nè lót ha Nếu như anh chị test á, anh chị để thì khoảng demo anh chị test ha Rồi giá trị vô lệnh là anh chị là ghi là 1249 ha Vốn 15 đô, 16 đô anh chị, 1249 Rồi ở đây anh chị để một hoặc hai con số không ở phía trước cho mình ha dây giờ lệnh thì mình để là à, 8 giây đi rồi ví dụ như ở đây là mình ghi là chốt lãi là 5 đô và mình cắt lỗ là 14 đô anh chị đấy rồi sau đó chị bấm vào chữ tiếp theo nè rồi cái tính năng à, sử dụng này thì mình sẽ chọn cái telegram signal ha và tính năng chưa năng cao thì mình sẽ không có sử dụng nó tên bot telegram thì mình sẽ chọn là cái con bot 4 ha nhưng mà mình không chọn cái con bot 4 ha. master test 4 này ha mình sẽ không chọn con này mà mình sẽ à, tìm cái con bot là master test 4.2 4.2 cái anh chị rồi á rồi bây giờ là mình sẽ tích vào chỗ là đợi tín hiệu phiên ha nó đang tắt nào bây giờ mình sẽ bật nó lên ha bật nó lên rồi cái chỗ này anh chị chú ý làm theo mình ha trái uh, cháy trái nè mình để là ghi là số 1 ha và cái bên này là mình sẽ ghi là cái số 6 và bên này là mình sẽ ghi là cái số 6 các anh chị rồi khi mà có một cái phiên mà nó cháy á, là có nghĩa là nó cháy liên tiếp bốn lệnh á vào mình sẽ bỏ thêm là bốn lệnh nữa thì nó sẽ vào lệnh các anh chị đấy anh chị chú ý cái cái số này mà à, làm theo giống mình ha đấy rồi sau đó anh chị bấm vào chữ là thêm cấu hình ha đấy thì cái nào muốn muốn chạy thì anh chị sẽ bật lên anh chị chạy thôi anh chị sẽ bật lên anh chị chạy thôi ha đấy thì nó là như thế rồi, nếu như anh chị nào mà chưa có cái con bot này á, thì anh chị liên hệ với mình để mình cấp cho anh chị à, miễn phí ha. Những cái thông tin mà liên hệ với mình á, mình sẽ để ở trong phần à, mô tả và bình luận của video ha. Rồi, hẹn gặp anh chị trong những cái video lần sau.